tích đại đức Mahakassapa, Mahakassapa Theravathu. Kệ ngôn Pháp Cú câu 28. Pamadang apamadena yada nudati pandito panya pasadama ruha asoko sukini pajang papatato wa fumate tigro pale avekatiti. Trí giả lấy chuyên cần đuổi tống nết phóng dực, lầu bát nhã tiến thân ung dung nhìn xuống đất, khác nào bậc siêu nhân đứng trên đỉnh cao nhất nhìn xuống đám ngu dân đang đau khổ chật vật. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Mahakassapa. Thật vậy, trong thời gian Đại Đức an cư tại động Vipaliguha Lạc Tiêu, một ngày nọ, sau khi ôm bát vào thành Rajagaha khất thực, độ xong bữa trưa rồi trở về, Đại Đức ngồi tham thiền, phát huy ánh sáng, định dùng thiên nhãn để quan sát những loại hữu tình, sắc ta ở khắp các nơi như là trên đất, trên núi, dưới nước, thử xem lớp nào tử, lớp nào sinh, lớp nào chuyên cần, lớp nào phóng dật. Trong khi ấy, Đức Bổn Sư đang ngự tại Jetavana muốn biết Kassapa, con trai của ta hiện nay đang ở tỉnh xá của ai? Ngài phóng tầm thiên nhãn nhìn ra, thấy Đại Đức đang ngồi yên quan sát sự sanh tử của các loài hữu tình. Biết vậy, Đức Bổn Sư phán, sự chết đi sanh lại của chúng sanh, dầu lấy trí tuệ mà ước lượng cũng chưa thấu đáo giới hạn được. Ông không thể biết làm sao tìm ra manh mối của những chúng sanh nhập vào thai bào trong bụng mẹ, không cho cha mẹ hay biết. Này Kassapa, việc ấy quá tầm nhận thức của ông, vì phạm vi nhận thức của ông còn kém cỏi, eo hẹp lắm. Sự thấy biết chúng sanh đang chết đi và đang sanh lại thuộc về quyền hạn của chư Phật. Phán rồi, Đức Phật phóng hào quang hiện ra cho Đại Đức thấy, như Ngài đang ngồi trước mặt Đại Đức mà thuyết lên kệ ngôn: trí giả lấy hạnh chuyên cần đuổi hết phóng dật, bước chân lên lầu, trên đài bát nhã vô sầu, nhìn xem nhân loại lo âu dưới trần, siêu nhân ngắm đám ngu dân như người trên núi nhìn dân dưới đồng. Chú giải: tiếng nudati trên đây nghĩa là tống đi, cũng như lớp nước từ trên núi chảy xuống ao hồ làm xáo trộn lớp nước cũ không cho ở yên, như lấy đầu đụng đầu đuổi tống lớp cũ chạy đi như thế nào cũng như thế ấy. Bậc hiền trí sau khi phát triển chuyên cần không cho nết phóng dật ở yên, lúc bấy giờ mới dùng hạnh chuyên cần khử trục nết phóng dật chạy đi cho lẹ. Noi theo sự hành chánh đạo rút ráo viên mãn là cái cầu thang, người tiến bước lên đài bát nhã là có trí tuệ, phát huy cái được gọi là thiên nhãn thuần tịnh, bẻ gãy mũi nhọn của sầu tư mà thành bậc vô sầu, rồi dùng thiên nhãn nhìn xem nhân loại đang đau khổ vì chưa nhổ được cái gai ưu tư, thấy những nhóm phàm linh đang chết đi và những nhóm khác đang sanh trở lại. Papa Tathoka Phummathe là ví dụ như người đứng trên dãy núi nhìn xuống người đứng dưới núi, hay đất bằng nhìn xuống người đứng từng trệt thì có thể quan sát dễ dàng, không khó khăn gì cả. Bậc siêu nhân cũng thế, Ngài là bậc đại lậu tận, là bậc trí tuệ, không còn lưu trữ hạt giống luân hồi, cho nên quan sát những chúng sanh hữu tình trong vòng tử sanh không thấy khó khăn gì cả. Dứt bài kệ, nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: trí thinh văn giác có bao mà, đại đức toàn nhìn rõ thực ra, muốn biết phàm linh qua tử lộ, mong đem thiên nhãn rọi sanh hà, phải lên nóc thượng lầu bát nhã, mới đắc minh cao có Phật Đà, nguyện lớp viên thành tam thập độ, trong trần nào dễ mấy ai a. Dứt tích đại đức Mahakassapa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.